Nhan sắc Lý Tử Hất trên mạng và ngoài đời khác nhau thật xa, do góc mặt hay chỉnh sửa ảnh quá đà. Theo bạn, lý do của sự khác biệt này đến từ đâu? Nếu nói người nào truyền cảm hứng nhiều nhất cho giới trẻ về việc bỏ phố về quê, thì đó phải là Lý Tử Hất, nữ YouTuber Trung Quốc nổi tiếng toàn cầu, loạt clip triệu view có lượt fan đông đảo. Bên cạnh những khung cảnh núi rừng thơ mộng, món ăn ngon đặc sắc của ẩm thực Trung Hoa, Lý Tử Hất trong clip còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vlog nào cũng linh linh hiện như thần tiên tỷ tỷ của giới YouTube. Tuy nhiên, cũng như bao người nổi đình đám trên mạng, khi xuất hiện ở những sự kiện công khai, Lý Tử Hất đã gặp phải không ít lời bàn tán từ cư dân mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng nhan sắc của Lý Tử Hất trong những bức ảnh sống ảo hay clip bị chỉnh sửa chỉnh chu, trái ngược hoàn toàn với ảnh thật ngoài đời. Lý Tử Hất đã có mặt trong một sự kiện giữa những ngôi sao Trung Quốc đình đám. Một YouTuber như Lý Tử Hất vẫn chiếm không ít spotlight. Tuy nhiên, vài cư dân mạng đã lên tiếng cho rằng chiều cao và gương mặt của Lý Tử Hất không tao nhã, nhẹ nhàng như trong clip. Ngoài ra, biểu cảm của cô cũng đơ cứng. Những bức ảnh ở những sự kiện khác cũng cho thấy sự khác biệt của Lý Tử Hất trên hình và ngoài đời. Tất nhiên, cần phải nói rõ là con gái thì ai chẳng có góc mặt xinh xắn của riêng mình. Nếu để ý, trên các video, Lý Tử Hất cũng tận dụng rút nghi thần thánh để lên hình đẹp hơn, còn chụp ngay chính diện. Họa mai chỉ có các đại mỹ nhân thì mới tránh được thôi. Còn lại, người nào mà chẳng có gốc chân.